ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi tái xuất với diện mạo cực kỳ xinh đẹp, tiết lộ lý do chia tay chồng trẻ Nguyễn Phi Hùng một tuần vì tin vào một cơn ác mộng. Những ngày vừa qua, tin tức vợ chồng Lâm Khánh Chi đang gặp trục trặc trong vấn đề hôn nhân nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Cụ thể, cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ dòng trạng thái được trích từ một bài hát: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy". Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn khi cô đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ để sống. Nguyên văn, người đẹp chuyển giới viết: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây". Lâm Khánh Chi cũng update tình trạng của mình sau khi chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ cô bị sốc thuốc giảm đau, tay chân co giật và phải truyền nước biển. Lâm Khánh Chi cũng như ông xã từ chối trả lời về chuyện riêng của cả hai và hứa hẹn sẽ giải bày vào một dịp thích hợp. Không để người hâm mộ đồn đoán quá lâu, mới đây Lâm Khánh Chi đã chính thức lên tiếng sau một tuần chia tay chồng trẻ. Người đẹp chuyển giới đã tổ chức một buổi livestream trên trang cá nhân của mình để chia sẻ chuyện gia đình và tình hình sức khỏe hiện tại. Lâm Khánh Chi đã đích thân livestream để tiết lộ về gia đình mình. Theo đó, Lâm Khánh Chi cho biết, thời gian qua cô và ông xã thường xuyên có cãi vã, giận hờn vụn vặt. Tuy nhiên, lý do chính khiến nữ ca sĩ dọn đồ về nhà bố mẹ ruột là vì cô tin vào một cơn ác mộng. Tuần trước, tôi nằm ngủ mơ gặp lại người yêu cũ và bà nội. Đây là hai người từng thân thiết và thương yêu tôi rất nhiều. Họ mất đã gần 20 năm. Trong giấc mơ, bà nội hỏi tôi, con đã chết sao còn chưa đi? Bà nói tuần này là tuần mọi người đều nghỉ ngơi, mà vợ chồng tôi vẫn ríu rít hạnh phúc nên tôi phải chết. Tôi sợ quá, bèn hỏi bà nội rằng, vậy nếu chúng tôi chia tay không gặp nhau thì bao nhiêu ngày mọi việc có thể bình thường trở lại? Bà nói một tuần lễ thì được. Sau khi tỉnh dậy, nữ ca sĩ rất lo sợ. Cô uống một viên thuốc khi chưa ăn uống gì và bị say sẩm mặt mày, co giật suýt phải đi cấp cứu. Chồng trẻ đã chăm sóc, nấu cháo cho Lâm Khánh Chi ăn. Khi tạm hồi tỉnh, nữ ca sĩ tin rằng giấc mộng là một điềm báo nên vội sửa soạn quần áo, bế con về nhà bố mẹ ruột. Sau một tuần chia tay thì hiện tại Lâm Khánh Chi đã được chồng trẻ đón về lại ngôi nhà chung của hai vợ chồng. Anh Hùng đến tận nhà bố mẹ để đón mẹ con tôi về. Như vậy, chúng tôi đã xa nhau tròn một tuần. Cả tuần qua, cả hai không hề nói chuyện một câu nào, Lâm Khánh Chi nói. Tuy nhiên, cô cũng cho biết, nhờ xa nhau mà cô và ông xã mới hiểu cả hai còn yêu nhau rất nhiều. Cười đẹp chuyển giới tâm sự. Một tuần vừa qua cũng là lúc cô dành thời gian suy nghĩ lại những câu chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng. Đồng thời, đây cũng là lúc kiểm chứng xem tình cảm của cả hai liệu còn mặn nồng như trước đây hay không. Lâm Khánh Chi cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn quan tâm, ủng hộ cô và lo lắng cho cô trong suốt thời gian vừa qua. Sau khi lên tiếng về tình hình hôn nhân cũng như sức khỏe của mình, thì Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh selfie khoe nhan sắc xinh đẹp và thần thái tươi tắn rạng ngời, cho thấy tinh thần nữ ca sĩ đã hoàn toàn ổn định sau khoảng thời gian bất ổn vừa qua. Những bức ảnh ngọt ngào đã chứng minh tình cảm của cả hai luôn mặn nồng. Nhiều người còn vui vẻ nói rằng Lâm Khánh Chi hắc tuổi bất chấp, chỉ sau một tuần thôi, thế nhưng có vẻ người đẹp chuyển giới ngày càng xinh hơn. Bạn nghĩ sao về thông tin mà công chúa Lâm Khánh Chi đã tiết lộ? Hãy bình luận ý kiến của bạn ở phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Tuổi Trẻ Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.